đây là tin mừng đấng Christ là quyền phép của Chúa ban sự cứu rỗi để giải phóng cho những ai tin hay là những người tin. À, tôi cảm ơn Chúa những anh em mà hiểu được tin mừng của Chúa Giêsu hiểu được ân điển của Chúa, cuộc đời chúng ta được à, kinh nghiệm không có gì mình có thể à, gọi là không ai có thể lấy đi những gì mình kinh nghiệm có người gọi là kinh nghiệm về sự giàu có, có người kinh nghiệm về sự khôn ngoan, có người kinh nghiệm về sự bình an, có người kinh nghiệm với sự giải phóng khỏi bệnh tật bởi quyền năng của Chúa. Những cái kinh nghiệm đó chúng ta cần nuôi, chúng ta cần gọi là uh, Stay xốp lại nó, khơi dậy và khích lệ gây dựng chính bản thân mình. Mặc dù chúng ta kinh nghiệm Chúa nhưng mà nếu chúng ta không tiếp tục để Chúa Thánh Linh uh, nhắc nhở chúng ta Nhắc nhở là cái sự phước hạnh của Chúa Chúng ta sẽ quên Nên trong thi thiên của nó là Mình hãy đếm những sự phước hạnh của Chúa hàng ngày à, Rồi tôi cũng thấy là một số anh em Thì kinh nghiệm ân điển của Chúa nhiều hơn Và một số khác thì lại Họ chỉ nhìn từ đằng xa mà thôi Họ nói sao đi theo Chúa khó khăn quá Tại sao những ngày đi theo Chúa Những ngày à, gọi là khô khang căng cổi à, Đau khổ, tuyệt vọng là sao giống như là Chúa không có yêu tôi Chúa rất là gọi là binh vực một số người Mà không có công bình cho tôi thì nó có những lý do thưa anh chị em. Ừ, tôi trở lại bằng tiếng Việt, một số anh em tôi cũng rất là thương để mình chia sẻ kinh lệ cái lễ dựng anh em, để những hành trình những ngày những chuỗi ngày chúng ta sống hàng ngày đó là những ngày phước hạnh. Bởi vì sao? Chúa là đấng ở trong chúng ta còn lớn hơn những cái sự khó khăn của chúng ta. Nếu thực sự chúng ta biết cái chìa khóa tôi thường nói đi nói lại khi tôi chia sẻ với quý vị đó là chìa khóa để mình làm sao mình gọi là sống mà mình có cái sự tự do thực sự đó là hiểu được Chúa yêu mình vô điều kiện. Không phải bởi vì mình tốt lành hay là bởi vì mình đã làm cho Chúa cái gì. Không, thưa anh chị em. Chúa đã làm chúng ta rất là nhiều mà nếu chúng ta không nhận biết những gì Chúa làm cho chúng ta đó. Thì vô tình chúng ta cố gắng để chúng ta làm để làm để Chúa đón nhận hay là Chúa tiếp nhận hay là Chúa công nhận chúng ta. Không thưa anh chị em đó là sức lực khả năng của con người nếu mà nhờ sức lực khả năng của mình mà để kinh nghiệm Chúa đó thì Chúa Giêsu không cần chết đúng không tại sao Chúa phải sai con một của ngài đến thế gian để làm gì để cứu những người tin cứu gì cứu khỏi sự đau khổ sự buồn rầu những cái sự mà ở thế gian này không thể đem cho chúng ta cái sự tự do cái sự vui mừng nữa Chúa muốn cho chúng ta sự sống sự vui mừng tràn đời vui mừng tràn đầy hạnh phúc tràn đầy sự bình an đó là cái quan trọng nhất là sự bình an nếu chúng ta không có sự bình an, chúng ta ngủ không được, chúng ta ăn không được. Rồi nó sinh sản ra những cái thứ bệnh khác. Ở bên Mỹ này, nhà khoa học người ta chứng minh rằng nếu chúng ta không có sự bình an, rồi chúng ta sinh là lo -o, Lo âu nó sẽ sinh ra đầy đủ tất cả những thứ bệnh tật tấn công chúng ta. Đó là khi chúng ta có được sự bình an. Mà sự bình an á, thì Chúa Yêu Sư nói sao? Từ ngày sự bình an thế gian không cho không giống như ngày. Sự bình an thế gian có thể một hai ngày thôi nhưng mà sự bình an của Chúa Cải trị lòng chúng ta thậm chí vượt quá sự hiểu biết của chúng ta giống như trong Philip đồng 4 câu sao ở đây tôi muốn chia sẻ hôm nay là làm sao để chúng ta kinh nghiệm nhiều hơn ân điện của Chúa bởi vì ân điện của Chúa quá dữ dật trong Chúa Giêsu đầy dậy ân điện và lẽ thật như vậy tại sao chúng ta không kinh nghiệm có thể chúng ta khước từ để Chúa Giêsu chăng <laughs> tại vì nếu chúng ta đi theo Chúa Giêsu thì sao ân điện của Chúa Giêsu sẽ hoạt động kích hoạt ở trong cuộc đời chúng ta các sự hoạt động ngày càng sao ân điển chồng chất trên ân điển bởi vì Chúa Giêsu đầy giải ân điển Nếu chúng ta đọc trong văn đoạn 1 từ câu 14, 15, 16. Luật pháp thì ban cho Môi-se mà ân điển từ ban cho Chúa Giêsu. Tôi muốn dùng cái Kinh Thánh Galaty đoạn 5. Đấng Christ đã giải thoát chúng ta để được tự do, Ok Khi nào Đấng Christ đã giải thoát chúng ta để được để chúng ta được tự do hơn 2000 năm về trước rồi. Chúa đã chết trên thập tự giá hơn 2000 năm về trước. OK, Chúa Giêsu đến, Chúa cho chúng ta tin mừng khi khi thiên sứ báo tin mừng rằng hôm nay tại thành David Chúa cứu thế, đại giáng sinh hay là Chúa Giêsu là Đấng Christ là Đấng được sức dầu để giải phóng chữa được những cái bệnh tấm lòng chúng ta, Healing, uh, chữa lành khỏi những cái vết thương lòng. Ha. Đầu tiên Chúa đến rồi Chúa chữa thân thể chúng ta, những cái bệnh tật gì con người không thể làm được mà Chúa có thể làm được. Chúa chữa lành được. Đó là Chúa đã đến chúng ta, giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi. Mà nhiều con cái Chúa bây giờ, ơi tôi là kẻ tội lỗi, tôi là người có tội. Mặc dù tin nhận Chúa Giêsu, mặc dù huyết của Chúa Giêsu đã rửa sạch tội lỗi chúng ta. Thật ra cả thế gian này Chúa đã chuộc hết cả thế gian, tội lỗi cả thế gian. Vì sẽ có thể là không tin. Ok, mở với tôi trong gian thứ nhất đoạn 2 câu 2, lời Chúa chép thế này. Chúng ta không nói bằng cái lập luận hay là lý luận của con người ở đây lời Chúa là chân lý, lời Chúa là lẽ thật. Nếu chúng ta không đón nhận được lời Chúa <laughs> thì chúng ta sẽ sống trong cái suy nghĩ và cá nhân của mình hay là mình đi tin vào những cái niềm tin khác chứ không phải là lời Chúa. Chúa nói là lời Chúa là lẽ thật, Chúa Giêsu nói là lời Chúa là lẽ thật, Ngài dùng lẽ thật để tách rời khỏi mình ra khỏi thế gian, tức là tâm trí mình ở thế gian nhưng mà mình không thuộc về thế gian. Trong gian đoạn 17 câu 17 và câu 19 Chúa Giêsu nói là bởi vì bởi vì Ngôn đồ của ngài ngài tách biệt riêng ra khỏi thế gian. Còn cái việc dịch là thanh hóa, tự ngài thanh hóa ngoài không cần thanh hóa. Chúa đã thánh rồi, không cần phải thanh hóa. Ok. Yang thứ nhất đoạn hai, 2, câu 2 chết này. <laughs> Chép như thế này nè. Chính ngài tức là nói về Chúa Giêsu là lễ vật hiến tế chuộc tội cho chúng ta. Ok. Ngài là tức là vật giống như hồ xưa con chiên con bò chuộc được mỗi người tội lỗi được một người có khi được một năm mà thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu trong Hebrew đoạn 9 câu 12 nói rằng dùng chính huyết của Ngài, hàm dùng chính thân thể của Ngài chuộc chúng ta để chúng ta có sự chuộc. ok có sự cứu chuộc đời đời chứ không phải là một thời gian hai thời gian. Cho nên chúng ta hiểu được chúng ta đón nhận. Chúng ta vui mừng vì điều này thưa anh chị em. Tôi vui mừng một lần tôi đọc này. Ôi con cảm ơn Chúa. Chính Ngài là à, vật hay là tế lễ Trục tội cho chúng ta. Tiếng Anh gọi là atonement sacrifice for us. Và không những cho chúng ta mà thôi, nhưng cũng được cho cả thế gian nữa. Không phải là riêng chúng ta không. Tất cả cho thế gian, cả tất cả mọi người. Chúa chết cho tất cả mọi người. Cô đồng Tô Thứ nhì đoạn 5, câu 21. Okay. Chúa chết cho tất cả mọi người. À, câu 15 chứ, xin lỗi, câu 15. À, không phải một số người được cứu, trượt tròn không. Chúa chết cho tất cả mọi người. Hãy ai tin Chúa thì sao không bị bị hư mất mà có đời sự sống để đời đời dân đoạn 3 câu 15 và dân đoạn 3 câu 16 thì ở đây chúng ta thấy được rằng mục tiêu Chúa chết để làm gì để chúng ta được hưởng sự sống và sự sống dư dật ở trên thế gian này dư dật bình an khi chúng ta có bình an chúng ta có thể làm rất là nhiều thứ khi chúng ta có sự vui mừng chúng ta làm được rất nhiều, nhiều thứ cho nên nếu chúng ta không hiểu được chúng ta không đón nhận được tin mừng của Chúa Giêsu Chúa Giêsu nói hãy tin vào tin mừng của Chúa Giêsu mặc động 1 câu 15 thì khi chúng ta đón nhận, tôi là người được tha thứ, tôi là người được Chúa thanh tẩy tội lỗi, thì đó chính là chúng ta đang thờ phần Chúa. Đó là chính chúng ta đang mời sự vận hành của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta đang để ân điển của Chúa hoạt động trong cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta khước từ đi, nó tôi là người có tội, tôi là kẻ yếu đuối, đúng chúng ta yếu đuối, cho nên chúng ta cần Chúa. Chúa biết chúng ta yếu đuối, cho nên Chúa đem Chúa thánh linh cho chúng ta, Chúa ban cho Chúa thánh linh chúng ta để làm gì? Là đấng giúp đỡ chúng ta, khích lệ gây dựng chúng ta trong Isaia đoạn đoạn tôi nghĩ là đoạn 47 câu 18 đoạn 48 câu 17 chứ xin lỗi nói rằng Chúa là đấng ok dạy dỗ chúng ta để có ích và dẫn dắt chúng ta con đường người ta phải đi đó là một vụ của Chúa Thánh Linh và trong văn đoạn 13 là 10 16 câu 3 thôi nghe là đấng lễ thật đấng yêu thương đấng an ủi khích lệ gây dựng đấng đỡ chúng ta và chỉ chúng ta những điều sắp xảy ra chúng ta có một người sẵn sàng giúp đỡ chúng ta chúng ta có Chúa Thánh Linh có thể gọi là chúng ta có thể gọi là người bạn chúng ta bởi vì Chúa Giêsu ban chúng ta khi chúng ta trở nên con của Ngài, Ngài ban Chúa Thánh Linh của Ngài, OK, trong chúng ta, cho nên chúng ta mới gọi là Chúa chúng ta là Cha. Nếu chúng ta cứ khước từ đi, nếu chúng ta cứ chống nghịch với Chúa Thánh Linh, nếu chúng ta chống nghịch với lời Chúa, chúng nó nói rằng chúng ta tin vào khả năng chúng ta, chúng ta tin vào sự tốt lành chúng ta bởi vì chúng ta đi nhà thờ bởi vì chúng ta thờ phượng Chúa bởi vì chúng ta, cho nên Chúa phải làm gì cho tôi không? Chúa đã làm cho chúng ta Nhưng chúng ta hợp tác với Chúa Chúng ta đón nhận tình yêu thương của Chúa Giống hồi nãy trong gian thứ nhất đoạn 2 câu 2 Câu 2 Chúa đã tha thứ tội lỗi chúng ta mặc vụ chúng ta làm gì Công việc chúng ta làm gì? Chúa ơi, còn cảm Ngài Còn đón nhận Khi chúng ta làm như vậy Vô tình chúng ta mời sự vận hành của Chúa Ở trong cuộc đời chúng ta Chúng ta chào đón Chúng ta hoan nghênh thiên đàng Ở trong đời sống chúng ta Chúng ta mời gọi sự vận hành của Chúa ở trong chúng ta. Chúng ta mời mọc ân điển của Chúa vận hành trong chúng ta. Đó là ân điển của Chúa. Theo tôi, Chúa giải thích cho tôi, ân điển của Chúa là quyền năng siêu nhiên của Chúa giúp đỡ tôi, không bằng sức lực của tôi. Cho nên ông Phaolô nói câu là tôi là kẻ xấu xa nhất, tôi là tội lỗi nhất. Nhưng khi tôi tin nhận Chúa Giêsu sao ông nói là ông là người công bình, được xưng công bình bởi ân điển của Chúa, chứ không phải bởi việc làm chúng ta. Như Ephesians đoạn 2 câu 8, khi chúng ta hiểu được ân điển của Chúa yêu chúng ta, chúng ta không xứng đáng để đón nhận nhưng mà bởi tình yêu thương của Chúa, Chúa rải ân điển trên chúng ta. Chú ban ân điển cho tất cả mọi người. Nhưng mà như vậy tất cả mọi người được cứu không, thậm chí con cái của Chúa không kinh nghiệm được ân điển của Chúa bởi vì sao? Chúng ta là nghịch về ân điển của Chúa, chúng ta là nghịch với Chúa Giêsu. Chúng ta không tin vào Chúa Giêsu. Ở đây ông Phaolô nói trong Galatia đoạn 5 hãy đứng vững những gì Đấng Christ đã giải phóng chúng ta. Đừng quay lại mang ách. Không? Đừng có quay lại trong quá khứ nữa, đừng có sống trong cái thời của Môi-se nữa. Chúa Giêsu là hôm nay, Môi-se là quá khứ rồi. Ok, quay lại trong Galaty. Galaty đoạn 5 câu 1. Nếu chúng ta đọc từ đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4 á, tức là ông Phaolô cũng cắt nghĩa giữa ân điển và luật pháp. Tức là khi chúng ta cố gắng làm bằng sắc thịt mình để đẹp lòng Chúa đó là chúng ta vô tình rơi vào xác thịt. Chúng ta gọi là khinh dễ ân điển của Chúa. Chúng ta nghịch lại ân điển của Chúa trong Galaty đoạn 2 câu 21. Ở đây Galaty Cality đoạn 5 Bộ sao tôi mở Cality đâu Galatea... Ok Cality đoạn 5 có 1 Đấng Chris đã giải thoát chúng ta Hay là giải phóng chúng ta Để chúng ta được tự do Mục tiêu Chúa làm Để chúng ta được tự do Vậy hãy đứng vững Và đừng đặt mình dưới ách nô lệ nữa Ở đây Chúa khẳng Lời Chúa khẳng định chúng ta là Chúng ta phải đứng vững Trong ân điện của Chúa Chúng ta được cứu như thế nào chúng ta tin nhận Chúa sinh nào chúng ta tiếp tục đi như thế ấy bây giờ quý vị tưởng tượng trước khi chú, quý vị tin Chúa quý vị có phải là người thanh khiết công bình không không như vậy tại sao bây giờ mình cố gắng để gây dựng <laughs> cố gắng để uh, xây dựng cái sự công bình của mình tạo dựng cái sự của mình riêng của mình mà khước từ đi sự công bình của mình chú. của Chúa Chúa là sự công bình của mình Chúa đã làm chúng ta chúng ta đón nhận đó là một người kim nhường ông Phaolô nói nó là uh, ông nói hãy vừa hãy đứng vững ở đây lời Chúa hãy đứng vững đừng đặt mình với ách nô lệ nó nhiều con cái của Chúa đặt mình với ách nô lệ mà không biết mình đang đặt cách nào. Tin vào ông môi xe hơn là tin vào Chúa Giêsu. Tin vào cố gắng làm theo mười điều răn. Chúa đã chuộc chúng ta. Chúng ta không làm nổi cho nên ân điển của Chúa ban chúng ta. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta được tự do. Cho nên chúng ta đứng vững trong sự tự do của mình. Chúng ta phải chiến trận để chúng ta có sự tự do. Sống luôn luôn trong cái sự tự do thì ân điển của Chúa bắt đầu hoạt động trong đời sống chúng ta. Nếu chúng ta cứ khước từ đến là ôi Chúa ơi, hãy thương xót tôi. Bởi vì tôi là kẻ có tội. Khi chúng ta nói như vậy là sao? Chúng ta khước từ ân điện của Chúa. Khước từ đi Chúa. Chúng ta khước từ đi Chúa thì sao? Mình còn là mình mà thôi. Chúng ta trật mất ân điện của Chúa. Chúng ta rớt khỏi ân điện của Chúa. Ông Phaolô nói trong đoạn đoạn 4 nói sao? Nếu chúng ta cố gắng để làm đẹp đồng chúa bằng sức thì chúng ta rớt ra khỏi ân điện của Chúa. Tức là rớt ra khỏi cái sự bao phủ ân điện của Chúa. Đấng Christ không có ít lợi gì cho chúng ta hết. Để tôi, tôi mở lại trong đoạn 4 để quý vị thấy được rất là nghe rất là hay khi chúng ta nói là tôi phải dâng hiến tôi phải làm này chúng chúng ta không cần phải làm gì cho Chúa chúng ta làm tôi dâng hiến cho Chúa bởi vì tôi biết ơn Chúa bởi vì trước đây tôi là kẻ có tội mà bây giờ là được, tôi được xin công bình tôi vui mừng về điều đó đó là chúng ta đang hợp tác với Chúa chúng ta đang hòa thuận với Chúa cho nên ông Phaolô nói trong con Cô tôi thứ nhị đoạn năm á câu 20 đó ông nói hãy chúng ta hãy hòa thuận với Chúa tức là Chúa đã hòa thông với chúng ta. Như vậy chúng ta công việc chúng ta là đón nhận bằng niềm tin. Nếu không có niềm tin không thể nào đẹp lòng Chúa. Tôi sẽ mở ra trong Hebrew đoạn 11, 11 chúng ta sẽ thấy. Ok. Câu câu ba nói chúng ta cũng vậy bị... câu 4 này, nhưng khi thời hạn đã tròn. Đo... À xin lỗi đoạn 5 câu câu xin lỗi đoạn 5 câu 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 3 câu 4 chứ. À đoạn Calaty đoạn 5, câu 3 câu 4. Tôi xin xác nhận lại mọi người mà đã được cắt bi rằng người nào chưa cắt bi thì phải buộc tung giữ theo luật pháp toàn bộ luật pháp. Nhiều người đó nói tôi okay, tôi phải tin vào môi xe. Có bốn này, anh chị em nào muốn được xưng công bình bởi luật pháp thì đã thì đã sao? Đoạn tuyệt với đấng Christ, tức là mình đã đã khước từ đi đấng Christ. Anh chị em đã đánh mất ân điển của Chúa. Tức là chúng ta rất khỏi cái sự bao phủ ân điển của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta làm gì? dựa bằng sức lực của mình giống như mình đi tới một cái nơi nào đó khi mình khước từ đi cái người bảo vệ bên bảo vệ của mình giả sử mình bây giờ đang đi một cái nơi mà có người bảo vệ của mình khi mà mình khước từ đi những người bảo vệ mình thì sao mình đứng một mình có thể là chỗ đó không an toàn cho mình chúng ta thì đời sống chúng ta cũng vậy khi chúng ta khước từ đi với sự tốt lành của Chúa chúng ta không công nhận sự công bình của Chúa chúng ta tạo tạo dựng sự công bình riêng của mình giống như người Do Thái Roma đoạn 10 ông Phaolô nói là họ đã gọi là trật mất khỏi ân điển tức là mình trút khỏi đi ra ân điển của Chúa mình vô hiệu hóa ân điển của Chúa ân điển của Chúa chúng ta có thể vô hiệu hóa rất là nhiều chỗ chép đi cho nên trong uh, đoạn đoạn 2 câu 21 hồi nãy là, là trong tiếng Anh gọi là we frustrate the grace of chúng ta vô hiệu hóa chúng ta có thể làm cho ân điển của Chúa không hoạt động trong đời sống chúng ta bởi vì khi chúng ta khước từ đi sự tốt lành của Chúa khước từ đi cho nên điều này đó là xác thực làm cho mình kiêu ngạo Chúng ta coi lại trong Hebrew đoạn 11. Ở đây là tôi Chúa mới hé lộ cho tôi một số ở trong ở trong câu một câu câu 6 tôi đọc câu 6 nói về niềm tin. Ok, không có niềm tin thì không thể nào đẹp lòng Chúa. Vì ai đến gần Chúa thì phải tin rằng Ngài hiền hữu. Ok, phải tin rằng Ngài là không phải là Ngài đã từng. Tiếng Anh gọi là whoever come to the Lord must believe that he is. Ok, he is. Tức là Ngài là ai? Ngài là tức là nghe ai mà đến với Chúa phải tin là Ngài là Ngài Ngài là hôm nay ngay bây giờ chứ không phải là Ngài đã từng trong thời của ước Ngài là trong thời của ước sao làm sai Chúa phạt bởi vì ân điển chưa có luật pháp mà thời kỳ luật pháp mà anh sai thì anh chết luật pháp không tha thứ không có sự tha thứ trong luật pháp khác okay? trừ khi anh ăn năn Nhưng ta thấy David phạm tội thì sao ông bị bị Chúa phạt ông. tức là luật pháp nó như vậy tức là ông phạm luật thì luật nó trị ông luật pháp của Chúa trị ông à Nhưng mà ông vẫn khi ông ăn năn sao? Chúa vẫn tha thứ, Chúa vẫn yêu thương ông. Là thời cầu ước. Nhưng mà mình chúng ta là thời tân ước nó khác thưa anh chị em. Tân ước chúng ta đó, chúng ta phải đón nhận. Okay? Chúng ta phải tin rằng Chúa là chúng ta không còn tin Môi-se nữa. Chúa của Môi-se khác với Chúa cho chúng ta hôm nay. Chúa Môi-se không có sự tha thứ. Môi-se ông làm sai một cái, ông đâu có thấy được đất hứa đâu. À. Nó <laughs> luật pháp là như vậy. Còn chúng ta là sao? Chúa là là sao? Chúa là yêu thương. Chúa chúng ta ngày hôm nay là Chúa là ai? Chúa là yêu thương, Chúa là nhân từ, Chúa là đầy dạy ân điển và đầy dạy lễ thật. Luật pháp thì ban cho Môi-se nhưng mà ân điển và lẽ thật đến bởi Chúa Giêsu. Giăng đồng một câu 16 17. Để từ câu 14 chúng ta đọc. Đó chúng ta ở trong Chúa Giêsu thưa anh chị em. Cho nên chúng ta không nên khước từ Chúa Giêsu ở trong chúng ta. Chúng ta đón nhận Chúa Giêsu chúng ta tạ ơn Chúa chúng ta phải tin là tiếng Anh gọi là He is okay, he is rewarded to those who diligently seek him. Ngài ban thưởng cho người nào cần mẫn tìm kiếm Ngài. Trong tiếng Việt không biết có 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 và Ngài đấng ban thưởng cho ai tìm kiếm Ngài. Thiếu cái từ cần mẫn tiếng Anh gọi là diligently seek him. Cho nên we have to believe he is. He is gracious. Chúng Ngài là đầy dẫy tình yêu thương, đầy dẫy sự sướng xót, đầy dẫy sự tốt lành, đầy dẫy quyền năng, đầy dẫy sự bình an đầy dễ sự vui mừng đó là Chúa Giêsu chúng ta đó là Chúa thật sự còn chúng ta tin là Chúa ôi Chúa là tôi làm sai Chúa phạt tôi đó là không phải là Chúa Chúa đó là Chúa quá khứ đó là Chúa luật pháp mà Chúa ân điển chúng ta đang sống trong thời kỳ ân điển để làm sao ân điển của Chúa không ngừng hoạt động trong chúng tôi của đời chúng ta để làm sao chúng ta kinh nghiệm được sự bình an gia tăng trong năm 2023 sự vui mừng gia tăng sự phước hạnh gia tăng tiền bạc tài chính gia tăng sức khỏe gia tăng là chúng ta phải đón nhận thưa anh chị em nếu anh chị em muốn kinh nghiệm ân điển của Chúa hoạt động một cách rời rộng hoạt động một cách dư dật chúng ta nếu chúng ta muốn kinh nghiệm tài, tài chánh nhiều hơn sao cho Chúa ơi con muốn kinh nghiệm tài chánh của Ngài Con tin Ngài là sự áo ước của Ngài cho chúng con sự sống dư dật ở thế gian này dạy cho con làm sao con biết mở tâm trí chúng con mở cho sự hiểu biết con để con kinh nghiệm được sự siêu nhiên của Ngài đó là nếu mà chúng ta nói về sức khỏe chúng ta Chúa ơi con tin Ngài ban cho con sức khỏe con đón nhận bằng ân điển của Ngài Con công bố Càng ngày tôi càng trẻ ra Càng ngày tôi càng được đẹp ra đó. Những cái quyền lực của sự tối tâm Chống nghịch với thân thể này sẽ không thịnh vượng Đó là chúng ta phải dùng quý quyền Quyền năng mà Chúa ban chúng ta Chúng ta vận hành Tôi biết điều này rất là trái với nhiều sự dạy dỗ của nhà thờ Tôi biết rất là trái nghịch với sự dạy dỗ của nhà thờ Đây là tin mừng thưa anh chị em tin mừng của Chúa Giêsu muốn chúng ta sống trong sự vui mừng tin mừng hạt giống của sự vui mừng thì sao chúng ta gieo ra chúng ta kinh nghiệm của sự vui mừng nếu chúng ta kinh nghiệm được sự buồn rầu đau khổ tuyệt vọng chúng ta ôi không biết Chúa còn yêu tôi không đó là sự nghi ngờ nếu mình nghi ngờ thì không có thể nào đẹp lòng Chúa chỉ có tin mới đẹp lòng Chúa thưa anh chị em niềm tin chúng ta đẹp lòng Chúa chứ không phải những gì chúng ta làm đẹp lòng Chúa bởi vì xác thịt chúng ta làm trái nghịch với thánh linh nếu chúng ta cố gắng mà đi theo Chúa mà cảm thấy trề nại mệt mỏi đó là chúng ta đang làm xác thịt Tại vì chúng ta làm bằng thanh linh. Chẳng hạn như tôi những gì tôi chia sẻ với quý vị nếu quý vị để ý từ mới năm nay. Có một số bạn hỏi tôi tại sao anh giữ được gọi là họ họ, tiếng Việt gọi là giữ lửa. Tôi nói không. Tôi không có giữ lửa, Chúa giữ cho tôi. Bởi vì tôi nhận biết Ngài là đấng sống trong tôi. Mỗi lần hoàn cảnh khó khăn đến với tôi, nó sao? <laughs> sự sợ hãi đến con người sợ hãi đến sao? Tôi nói Chúa ơi, con cảm Ngài. Đấng ở trong con lớn hơn tất cả đấng ở thế gian này. Cho nên tôi không sợ Một ngàn có thể đổ ngã bên tay trái tay phải Mà Chúa ở với con Con không có sợ Mình phải biết chắc Ngài ở với chúng ta Mình biết chắc ân điện của Chúa Sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ chúng ta Những cái lãnh vực nào yếu đuối Tôi cầu nguyện ân điện của Chúa gia thêm Thì Chúa Lời Chúa nói sao Chúa ban ân điện cho kẻ kiêu nhường Và chống nghịch kẻ kiêu ngạo Yêu mến Chúa hay là kính sợ Chúa Là khước từ đi sự kiêu ngạo Khước từ đi Cái sự nói dối Trong châm ngôn chúng ta đọc nên Chúa muốn chúng ta đứng vững Nếu chúng ta không đứng vững thì sao chúng ta ngã Chúng ta rớt khỏi ân điện Chúa Thì điều gì xảy ra chúng ta Chúng ta sống như Chúa ngày thế gian đau khổ tuyệt vọng Rồi Tại sao người ta được phước tối không nhỉ Tại sao người ta có cái này tôi không có cái này Và mình bắt đầu so đo Đó là xác thịt Nên Chúa muốn chúng ta vui mừng với Chúa khoái lạc nơi Chúa Tôi rất là khoái lạc nơi Chúa trong uh, Tôi thích trong uh, thi thiên 37 câu 4 Hãy khoái lạc nơi Chúa và từ tiếng tiếng việt chỗ đó tôi rất là hay, tiếng chỉ tôi không có từ đó tiếng anh thì có delight yourself in the lord nhiều người không có nghe được chúa tại vì họ họ không vui mừng với chúa mình phải vui mừng mình phải vui mừng với cha mình vui mừng với chúa giêsu đừng có sợ chúa giêsu đừng có sợ đừng có sợ mình mỗi lần mình làm sai mình nếu mà cha ở thế gian ha còn biết yêu thương con cái mình còn biết uh, dìu dắt con cái mình còn biết khích lệ gây dựng cha chúng ta trên thiên đàng làm sao chúng ta so sánh được đừng có sợ đến với chúa chúng ta không mang cái linh có sự sợ hãi bởi chúng ta mang là linh là chúng ta tinh thần của người con không phải tinh thần sợ hãi sợ hãi là thời của luật pháp mua xe dân sự Israel thấy Chúa là đùng đùng bốc khói rồi uh, rúng động rồi động đất rồi họ sợ quá thôi mua xe người nói với Chúa đi người ra nói chuyện với Chúa còn chúng tôi người nói sao chúng tôi nghe vậy cuối cùng họ đâu có nghe ông mua xe à. Chúa chúng ta bây giờ là Chúa rất là gentleman tiếng Anh gọi là nhẹ nhàng yêu thương mềm mại Chúng ta nhớ câu chuyện con trai Hoang đạn từ đằng xa chú nhìn thấy. Thấy chú của trách tay phá hết tài sản mà chú nói ôi con tôi đã mất giờ xong lại, chết đi đã mất giờ tìm thấy được, chết đi xong lại, chúng ta thấy không? Đó là cha mà chúng ta đang thờ phượng đó là cha chúng ta bây giờ, không phải là cha chúng ta quá khứ. Tiếng Anh dịch rất là hay, hiệp mười 11 câu xa, he is. Và ngài chỉ ban thưởng cho người nào tìm kiếm ngài, thật sự ngài là ai? Thật sự ngài yêu thương ngài là mềm mại ngài là tại vì tin mừng chúa muốn bày tỏ ngài qua cuộc đời mỗi anh em chúng ta mà nếu chúng ta cứ khước từ như vậy thì chúa không thể làm việc được thưa anh chị em chúng ta chống nghịch lại sự tốt lành của chúa là chúng ta đang chống nghịch lại chúa chúng ta khước từ đi huyết của chúa giêsu là chúng ta đang trà đạp huyết của chiên con Thử hỏi nếu chúng ta nghịch với chúa làm sao chúa có thể làm việc chúng ta nếu hai người không đồng quan điểm làm sao có thể đi chung với nhau được Thưa anh chị em, một chúng ta đi với Chúa, hai chúng ta đi với chúng ta và đi với ma quỷ mà thôi. Nếu chúng ta không nhìn thấy bóng trái trong cuộc đời chúng ta, sự bình an, sự vui mừng đó là chúng ta phải xem xét lại. Chúng ta nghịch lại với Đấng Chris chúng ta đang nghịch lại với Đấng Chris chúng ta đang khước từ đi ân điện của Chúa. Cho nên ân điện của Chúa vô hiệu hóa trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta không nhìn thấy cuộc đời tương lai chúng ta sáng rực mà chúng ta thấy những chuỗi ngày đau khổ, tối tăm, mù mịt, chán trường đau khổ tuyệt vọng bệnh tật yếu yếu kém đủ thứ chuyện khi chúng ta ở với Chúa chúng ta hiểu được cho dù chúng ta ở trong tù chúng ta cũng thấy sự vui mừng cho dù những người mà thấy nghèo nàn và họ cũng vui mừng bởi vì sao đó là một trong những chúng ta kinh nghiệm Chúa những kinh nghiệm ân điển của Chúa nhiều người bị tra tấn bị thậm chí bị giết bởi tin mừng của Chúa Giêsu họ vui mừng làm điều đó họ coi điều đó là xứng đáng như phê những môn đồ và nhiều người chính tầng mắt tôi cũng nhìn thấy Tôi lấy làm vui mừng khi chúng ta tôi bị bắt bớ bởi tin mừng của Chúa Jesus. Rất nhiều người bắt bớ tôi. Nói xấu tôi, tôi biết Chúa bày tỏ cho tôi, tôi không cần nó Tôi không cần bên vực cho tôi. Chúa nói sao? Tắt bên trái để cho bên phải. Khi mà đến với tin mừng à, tôi chia sẻ tin mừng của Chúa người ta nói xấu tôi. Tôi cầu nguyện cho người đó Chúa nói sao? Hãy vui mừng bởi vì phần tượng các người rất là lớn trên thiên đàng. thưa anh chị em, Chúa yêu thương chúng ta nhiều lắm. Đừng có khước từ tình yêu thương của Chúa. Chúng ta hãy tin và đón nhận tình yêu của Chúa cho chúng ta Như Giăng, đoạn 1 câu 16 Ông Giăng nói là tôi đã tin <laughs> Và đón nhận tình yêu của Chúa cho tôi Cho nên cuộc đời của ông Giăng rất là vĩ đại Ông nhìn thấy thiên đàng, Ông nhìn thấy thiên đàng, Ông nhìn thấy ban đầu có ngôi lời Ngôi lời ở với Chúa huh. In the beginning was the Word The Word was with God And the Word was God Lời là ngôi lời là Chúa Thấy vĩ đại không? Sự mặc khải Càng khi chúng ta hiểu được tình yêu thương của Chúa Càng ta hiểu được ân điển lớn lao của Chúa Càng ta hiểu được sự tốt lành của Chúa Thì sự tốt lành của Chúa bắt đầu Xanh sôi nảy nở trong cuộc đời chúng ta Bao nhiêu ngày tôi đi theo Chúa Tôi không hiểu được cái sự tốt lành của Chúa Bởi vì tôi cứ nghĩ tôi là kẻ có tội Cho nên bao nhiêu tội lỗi chồng chất trên tôi Tự ti mặc cảm Buồn rầu nuối tiếc hối hận Mà khi tôi hiểu được tin mừng của Chúa Tôi thấy được bắt đầu cuộc đời tôi thay đổi từ một người không biết nói tiếng Anh, tôi làm chứng lại nhiều lần, bây giờ tôi nói tiếng Anh. Từ một người không biết làm kinh doanh, bây giờ chú cho tôi một cơ sở làm kinh doanh. Một tiệm nail nhỏ, bây giờ chú mở ra tiệm nail lớn. Đó là sự siêu nhiên, ân điện của chú. Tôi không làm được bằng khả năng sức lực riêng của tôi. Năm rồi tôi chi phí làm tiệm nail khoảng 140 năm 40 ngàn, 150 ngàn Điều đó tôi không thể làm được bằng sức lực của mình. Trong khi 2 năm về trước tôi không có tiền để mua tiệm nail. Khi tôi tin vào ân điển của Chúa Tôi tin vào những gì Chúa nói Chúa. Thì sự vận hành của Chúa Được tỏ ra Được mãnh liệt Được sinh sản Được nảy nở ra Và khiến cho những người Mỹ thương mình Cái đó là ân điển của Chúa Bởi vì ơn của Chúa cho Nhiều người làm nêu hay hơn tôi Nhiều người làm hay hơn tôi nhiều Nhưng mà tôi tin vào sự giúp phước của Chúa. Tôi tin là Ngài là đấng tốt lành. Tôi tin là Ngài yêu tôi. Ngài không thể để cho tôi hổ thẹn. Ok? Chúng ta phải tin tin quyết chắc điều đó, Ngài là cha chúng ta, yêu thương chúng ta bằng tình yêu vô điều kiện. Nếu chúng ta không nắm giữ vững được chúng ta sao? Chúng ta sẽ quay lại. Chúng ta bị trật mất ân điển của Chúa, chúng ta rớt ra khỏi sự bao phủ của Chúa, chúng ta rớt ra khỏi ân điện bao phủ của Chúa thì sao? Chúng ta lo lắng, buồn rầu, đau khổ tuyệt vọng. Chúa không muốn chúng ta sao đó là ma quỷ muốn chúng ta sống bận như vậy. Cho nên tôi ao ước, tôi khích lệ anh chị em Chúng ta chạy đến với Chúa, chúng ta giản dị, chúng ta mạnh mẽ. Đừng có sợ hãi Chúa chúng ta. Ngài là cha chúng ta yêu thương chúng ta. Không phải là Ngài là từng là thời mô xe. Nhiều con cái Chúa tin vào quá khứ. Tin vào Chúa của mô xe hơn là Chúa Giêsu Chúa của mô xe là Jehovah. Ok? Jehovah, Ngài là đấng, gọi là vạn quân, vân 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 Mà Chúa chúng ta là sao? Chúa là tình yêu thương. Hallelujah. Nếu anh em hiểu được ông dân nó là Chúa là tình yêu thương đúng Chúa là dễ đúng Chúa là đấng này đấng kia nhưng mà Ngài gọi chúng ta là con bây giờ chúng ta là con của Chúa dân thứ nhất đoạn 3 câu 2 Ngài không gọi là khi nào các chúng ta làm tốt lành đó bao nhiêu sự công bình đó, đó Ngài mới xưng chúng ta có không các ngươi là con của ta con trai con gái của ta là con yêu dấu của ta Hallelujah nếu chúng ta hiểu được điều này bắt đầu ân điển của Chúa bắt đầu sự vận hành của Chúa có thể làm việc với chúng ta. Chúng ta là đang chúng ta khi chúng ta đón nhận ân điện của Chúa chúng ta đón nhận Chúa ơi con cám ơn ngài, con lực xin là con bình. Thì khi chúng ta nói như vậy ân điện của Chúa bắt đầu hoạt động trong chúng ta. Chúng ta hợp tác với thiên đàng, chúng ta hợp tác với Chúa Thánh Linh, chúng ta hợp tác với Chúa giêsu Điều gì xảy ra? Chúng ta sẽ có sự bình an là đầu tiên, sẽ có sự vui mừng. Bắt đầu bông trái lành, bắt đầu nở ra. Bắt đầu chúng ta lại đi làm những công việc đi ban cho một những khi có lúc Chúa nói, chúng ta bắt đầu nghe được tiếng Chúa nói chú nói chẳng hạn như trường hợp của tôi chú nói có lúc chú kêu tôi á, phải cho con số rất là chính xác dân tiền cho một người nào đó không phải là mục sư hay là bất cứ cái gì hay là những cái địa vị trong trong hội thánh chú kêu tôi cho một cái anh nào đó khi tôi cho xong họ nhắn tin đó sao anh biết được chính xác con số này tôi nói tôi không biết nhưng chúa anh chúa rất là yêu thương anh tôi muốn tôi là dự phần những gì chú đang làm ở thế gian này đó bắt đầu chúng ta dám làm những công việc mà con người xác thịt không thể làm dám làm được khi chúng tôi nghe được Chúa kêu chúng ta làm cái gì Chúng tôi năm rồi Chúa kêu tôi phải mở rộng tiệm nem Trong cái thời kỳ kinh tế khó khăn bên Mỹ Nhiều người chống đối tôi Nhưng mà Chúa nói với tôi Con làm đi Khi tôi làm sao Tôi thấy làm một cách rất nhẹ nhàng cũng xong Mà Chúa cho tôi một cách siêu nhiên Để chu cấp cho tôi Nên khi chúng ta tin vào sự chu cấp của Chúa Sự chu cấp của Chúa sẽ đến với chúng ta khi chúng ta tin vào sự phước hạnh của Chúa, sự phước hạnh của Chúa bắt đầu nảy nở trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta tin vào ân điển. Khi chúng ta tin vào 10 đầu răng, chúng ta sống bằng 10 đầu răng, chúng ta sống bằng sự khả năng sức lực riêng của chúng ta. Chúng ta càng kiệt sức lực. Bởi vì sao? Sức lực chúng ta. Trong châm ngôn nói rằng khi mà như ngày hoàng nạn đến mà các anh yếu đuối cho anh ngã gục đó, là sức mạnh của các anh rất là kém. Tại sao? Tại vì chúng ta dựa khả năng của mình. Khi mà ngày hoàng nạn đến chúng ta vui mừng. Đó là sức lực chúng ta rất là rất là lớn. Bởi vì sao chúng ta dựa nơi Chúa thì chúng ta có sức Chúa. Còn dựa nơi mình sao? Esai đoạn 40 nói sao? Khi chúng ta dựa nơi sức của Chúa thì chúng ta sẽ cất cánh bay cao như chim đại bàng. Mình chạy, mình đi mà không thấy mệt mỏi, không thấy mỏi mòn. Amen. Tôi hy vọng anh em được khích lệ gây dựng năm mới này. Chúng ta sống dựa trên ân điện của Chúa để ân điện của Chúa kết hoa ra trái trong cuộc đời chúng ta. Để con cháu chúng ta nữa, con cái chúng ta nữa. Amen.